không chơi thì vứt hết bà nó đi. Đó là câu nói của mẹ tôi khi mà nhìn thấy cái đống đồ chơi này. Không lẽ giờ tôi nói thiệt với mẹ tôi là bao nhiêu tiền làm được là tôi đổ vô cái đống đồ chơi này hết đó. Chắc lúc đó phải đi ra ngoài đường ở thôi. Mà coi cái bộ đồ chơi giấy này nè, nó đẹp muốn xỉu luôn. Hỏi sao mà không tốn tiền vì nó. Cắt tóc của em nó mà tiếc ơi là tiếc. Tại vì mấy cái tóc này nó xoăn xoăn mà còn có màu hồng siêu đẹp. Rồi cái cảm giác cắt tóc này nó đã tay lắm luôn á mấy bà. Phía sau thì tôi sẽ cắt cho em nó một mái tóc lá, còn phía trước là cắt mái ngố. Còn bây giờ là mình đính thêm phụ kiện nha. Một cái cài hoa có bé thỏ ở giữa, hai cái hoa tai cherry nhìn cưng ghê luôn á. Mặc dù là phủ cái tóc xuống không còn nhìn thấy cái gì luôn. Nhìn thấy vẫn còn khá là trống trải cho nên tôi quyết định sẽ gắn hai cái nơ vào hai bên. Kiểu mình thấy người ta chơi đẹp lắm nhưng mà không hiểu sao tới lượt mình nhìn nó phèo phèo thế nào ấy. Cái lượt này là để người ta gắn lên trên đầu nhưng mà thôi mình cho cầm tay luôn. Rồi cái này là để làm gì vậy trời? Tôi suy nghĩ 10 phút đồng hồ mà không biết làm gì. Cuối cùng tôi dính dưới hai cái má của em nó. Và đây chính là cô công chúa mà mình đã tự tay sửa soạn đây. Cái trò này nó vui vậy mà không hiểu sao để quên em nó trong kho nữa. Tội lỗi quá. Từ khi kiếm được cái món này thì tôi công nhận đây là kho tàng đồ chơi chứ không phải là kho đồ chơi bị lãng quên nữa. Trời ơi nó xịn cực luôn á mọi người. Một đứa 20 mấy tuổi đầu như tôi mà vẫn còn rất u mê. Cái cuốn sách nhỏ này nó giống như là một mê cung đồ chơi vậy đó. Đi kèm là một cây bút chì và một que nhựa rất đáng yêu. Trò chơi đầu tiên thì rất đơn giản, đó là học cách tô một quả dâu, tiếp theo là tìm đường về nhà. Mấy cái đầu thì thấy dễ vậy thôi chứ mấy cái mê cung phía sau cũng nhức não lắm nha. Còn bây giờ là tìm điểm khác biệt giữa hai bức tranh, nhìn muốn lòi con mắt thì cuối cùng tìm ra được 10 điểm. Đây đến với cái trò tôi thích nhất nè. Chơi cái này nó đơn giản mà xả stress cực, đó là bóc hết mấy cái sticker này ra và dán vào vị trí của nó. Tôi đang làm một hộp cơm bento siêu ngon lành luôn nè. Dán xong nhìn cute muốn xỉu. Bằng 15 phút đồng hồ thì mới nghĩ ra cách chơi của cái màn tiếp theo, đó là ịn mấy cái tờ giấy lấp la lấp lánh này vào những cái ô như thế này. Cảm giác như là mình đang dát vàng dát bạc vậy đó. Trời ơi thành quả nhìn lấp la lấp lánh đã con mắt thật sự. Còn bây giờ thì bóc hết mấy cái chi tiết này ra, ở tay xé toạc cái mặt của em nó, kết nối các bộ quần áo, giày dép cũng như là mũ nón của em nó lại và dán vào bất kỳ chỗ nào mà các bạn muốn trang trí. Vui thật sự. 10 điểm. Trời xui đất khiến cho tôi thấy video này để làm gì. Mấy em này nó cứ dai dai dẻo dẻo núng na núng nín nhìn đã cực kỳ luôn á. Mất khoảng 1 tuần để tôi có thể tìm ra những cái nguyên vật liệu để làm em nó. Mà một điểm vô cùng đặc biệt của loại squishy này là em nó rất là khó để gỡ ra khỏi cái khuôn. Mà đây là lần đầu tiên mà tôi làm cho nên cái kết nó thảm hại lắm mọi người ơi. Mà cũng có cái thành công nha chứ không phải thất bại hết. Sau khi mà mình pha màu xong á thì mình sẽ đổ vào khuôn con cá. Tôi đợi hẳn 1 ngày để cho em nó khô hoàn toàn. Tới cái khúc tháo khuôn mà tao nói muốn khóc. Cái màu hồng và cái màu xanh nó không có đông mọi người ơi. Tới con cá màu trắng thì nó đặc hơn một tí xíu nhưng mà nó vẫn không có đủ cái độ dẻo và dai. Nhưng mà tới con cá màu vàng này thì lại là một câu chuyện khác. Trời ơi tôi gỡ như trứng hứng như hoa luôn á thì cuối cùng mới có được một bé cá này nè. Trời đất ơi mừng muốn xỉu luôn á mấy bà, tưởng đâu là thất bại hết nguyên một cái đống này. Nhưng mà ai ngờ là có bé cá màu vàng nó cứu lại. Cái màu trắng và cái màu xanh nó dẻo dẻo giống như bánh da lợn. Con cá màu vàng này thì nó quá dẻo và dai, chưa có đủ độ đặc. Đây là cái Taba Squishy của người ta nè, khác một trời một vật luôn á. Thôi thì hẹn tập sau tôi làm lại nha. Màn 1 là một màn vô cùng dễ chơi, chỉ cần nối theo các điểm là có ngay một que kem. Trò này thì quá dễ, lớp 1 cũng làm được. Tới màn 2 là rối não hơn một tí xíu, tìm đường cho quả trứng ráng vào cái dĩa. Thôi thì cũng coi như quá dễ. Bây giờ đến với màn 3, tìm 5 điểm khác biệt giữa hai bức tranh. Độ khó tới đây đã tăng dần lên luôn rồi á, tìm muốn lòi con mắt. Màn số 4 tuy không khó nhưng mà lại khó. Lột hết những cái miếng dán rời như thế này, sau đó mình sẽ kết nối và dán lại thành một cái bánh kem dâu. Tất nhiên là màn này không cần phải suy nghĩ nhưng mà đòi hỏi độ khéo tay khá là cao nha. Ghép mấy cái này rung tay một tí xíu là nó bị méo luôn rồi. Màn tiếp theo là một màn vô cùng xinh đẹp, lấy mấy cái tờ giấy lấp la lấp lánh này dán vào những cái quả cherry. Đây là cái tờ giấy chứa đầy sao mà tôi thích nhất luôn á, có cả tờ giấy để dát vàng lên luôn nè. Cái màu xanh da trời này vào nó hơi bị lạc quẻ nhưng mà nhìn chung tổng thể cực kỳ xinh đẹp. Đã vậy còn có mấy ngôi sao lấp lánh nữa. Và đây chính là màn cuối cùng, kết nối một chiếc pizza hoàn thiện từ những mảnh ghép. Mà hay ở một chỗ là mình sẽ sử dụng băng keo xốp như thế này để dán, cho nên là nhìn cái pizza nó dày dày rất là đẹp. Rồi thì mình dán vào bất kỳ chỗ nào mà mình muốn. Còn bây giờ đăng ký kênh để đón xem những video sau nha. Cứ nghĩ đâu là chỉ có thể cắt tóc em nó thôi nhưng mà bây giờ mới phát hiện ra là có thể uốn tóc luôn. Đây là cái bộ đồ chơi giấy mà tôi cực kỳ tâm đắc, tại vì nó quá xịn mà chơi thì quá vui. Để cho em nó có thể đứng được thì mình sẽ gấp ở phần phía sau này và dán lại. Bây giờ thì chọn màu tóc cho em nó nha. Hôm nay tôi chọn tóc màu vàng và là tóc thẳng. Bây giờ thì có thể tạo mẫu tóc cho em nó rồi. Cắt tóc mái ngố là xưa rồi, bây giờ tôi sẽ cắt tóc giống như mái nhà vậy đó. Sau đó thì uốn cúp vào. Tới đây bất ngờ thật sự là tại sao có thể uốn cúp đẹp đến như vậy ta. Quét mấy cái tóc thừa đi, còn bây giờ thì đính thêm phụ kiện để trang trí. Nhìn cái đồ cài tóc này giống như cái cây của Sakura vậy đó mọi người. Đính thêm hai cái trâm cài hoa ở hai bên. Vì
là tóc thẳng cho nên cũng dễ dàng thao tác hơn là tóc xoăn. Chưa dừng cái sự ngựa bà lại đó, tôi đính hai hoa hồng ở hai bên đầu. Cái chuông tua rua này thì đính vào bộ áo quần. Còn đây là câu hỏi mà chưa có ai giải đáp. Rồi mấy cái miếng này để làm gì vậy trời? Nghĩ tới nghĩ lui thì tôi quyết định dùng để móc lai cho tóc em nó. Và đây là kết quả cô công chúa của mọi người đây. Lần trước mình còn có làm thêm một bé màu hồng nữa. Chơi cái này vừa sáng tạo mà lại vừa cực giải trí luôn á. Tới đây rồi đừng quên đăng ký kênh nha. Dẫu biết tỷ lệ thất bại là rất cao nhưng mà mình vẫn quyết định làm Taba Squishy. Cái này á mình coi mình thích lắm luôn á mọi người, nhưng mà không hề có một hướng dẫn nào ở trên mạng hết, cho nên là tôi tự mò để làm theo. Nhưng mà kết quả không phải hoàn toàn là thất bại. Trong lúc mà làm Taba Squishy á, tôi có hàng loạt câu hỏi mà không biết hỏi ai luôn. Đầu tiên là cái màu pha vào silicone sẽ là màu gì ta? Thôi thì cứ làm liều, nhà có màu gì thì pha màu đó, cho nên mình quyết định sẽ pha màu vẽ vào luôn. Điều thắc mắc thứ hai đó chính là chất liệu để làm nên một cái Taba Squishy thì đó chính là silicone, nhưng mà là loại silicone để làm Taba Squishy nha. Và đây chính là kết quả nè. Pha silicone thì đúng với tỷ lệ mà người ta hướng dẫn rồi đó, nhưng mà có lẽ là mình thiếu một số kinh nghiệm cho nên không có thành công cho lắm. Cái bé cừu màu vàng này thì thành công nè mọi người, còn lại màu trắng, màu hồng và màu xanh da trời thì tôi thất bại thảm hại. Không hiểu vì sao là chỉ có màu vàng thành công, còn màu hồng, màu xanh lá và màu trắng thì coi như bỏ. Được cái bé cừu màu vàng và trái tim màu vàng nhấn siêu đã tay luôn. Cái loại silicone này nó cứ nũng mà nó dính rất là mắc cười luôn á cả nhà. Thôi thì lần đầu trải nghiệm làm được nhiêu đây, tại vì không có kinh nghiệm cũng không có ai hướng dẫn. Không thể hiểu nổi là làm sao tôi có thể lãng quên những cái món đồ chơi và vô cùng xinh đẹp như thế này ta. Đây là một cuốn tranh tô màu Bobby Good. Cuốn như thế này thì gồm có 20 bức tranh mà bức nào cũng cute for my wear, với nhân vật chính là mấy bé gấu rất là đáng yêu luôn á. Hôm nay thì đây sẽ sử dụng màu acrylic marker có 64 màu luôn để mình tô cái bức tranh này nha. Đây là bức tranh mà hai bé gấu đang dùng bữa trà chiều và xung quanh thì có rất nhiều hoa tulip luôn. Mình cứ tô theo đúng trời xanh mây trắng nắng vàng cho nó đẹp. Phía xa xa thì cho thêm một bãi cỏ màu xanh non. Mà nhìn kỹ bức tranh hình như là một bé gấu với một bé cún chứ không phải là hai bé gấu. Cái bàn tự nhiên tô màu tím vô nó lạc quẻ ngang xương. Lỡ tô rồi cho nên tôi chấp nhận luôn. Tưởng đâu là hồi còn nhỏ thì mới thích tô màu cơ, nhưng mà ai ngờ lớn lên lại càng thích tô màu hơn. Vì mỗi lần mà tô những cái bức tranh đáng yêu như thế này thì mình thấy tâm hồn bình yên hơn hẳn. Tô màu có thể chữa rách những vết thương đã lành. Y nhầm, chữa lành những vết thương đã rách chứ. Lấy một cây bút đen để đồ lại mấy cái đường nét bị màu che phủ. Tô xong rồi nè, mọi người thấy có dễ thương không? Đừng quên nhấn follow để xem mình lục lọi kho đồ chơi bị lãng quên nữa nha. Gen vừa mới tìm được một cái bức tranh siêu hay ho để cho mọi người có thể thỏa sức sáng tạo đây. Đó chính là vẽ tranh Mika. Ok la, hãy cùng bắt đầu với tôi. Đầu tiên là mình phải chọn một mẫu mà mình yêu thích nè. Cái cây bút màu vàng này rất đặc biệt nha. Nó là cây bút kim tuyến đó, rất là dễ thương. Cuối cùng thì mình chọn bức tranh hoa tulip này. Ok, bắt đầu triển. Bộ tranh này có sẵn màu đi kèm luôn. Và cái màu này rất là đặc biệt, không có được pha thêm nước nha mấy bà. Pha thêm nước rồi hư đó nha. Nhét cái miếng Mika trong suốt vào trong cái khung tranh gỗ như thế này. Cho cái bức tranh photo mà mình chọn để ở phía dưới. Sau đó thì bây giờ mình chỉ việc đồ theo bức tranh thôi. Nói chung là rất đơn giản luôn, không có cần phải có nhiều hoa tay mới chơi được cái bộ môn này. Bạn nào mà vẽ không đẹp thì cũng cứ mạnh dạn chơi thử cái bộ tranh này. Sau một hồi hì hục vẽ theo cái bức tranh ở phía dưới thì bây giờ mình đã vẽ xong được cái hàng hoa tulip rồi nè mọi người ơi. Mà cái này nó chỉ mới là cái viền thôi nha, chưa có xong. Còn cái phần chính là cái phần tô màu đây. Lá của hoa tulip thì mình sẽ tô màu xanh lá cây. Mà cái màu này nó giống như là keo vậy đó, cho nên là mình không có cần phải quệt nhiều, chỉ cần nhỏ giọt nó xong rồi tán đều ra thôi. Còn mấy cái hoa mình sẽ tô ở phần 2 cho nên mọi người nhớ đón xem. Không ngờ là vẽ cái tranh hoa tulip ở trên tấm Mika trong suốt lại hot đến như vậy luôn. Gen đã được lên top thịnh hành ở trên TikTok bởi vì mình vẽ cái bức tranh tulip này đây. Vui quá chừng là vui luôn. Nếu như ở phần 1 thì mình đã tô hết mấy cái lá của em nó, thì ở phần 2 thì mình sẽ tô mấy cái bông hoa này nha. Mà tới đây tôi cũng thắc mắc ghê, không biết hoa này gọi là hoa tulip hay là hoa tulip vậy mọi người. Bạn nào mà biết thì nhớ bình luận ở phía dưới cho Gen biết nha. Còn Gen trước giờ thì cứ gọi là hoa tulip thôi cho nên cũng không biết đúng hay sai. 5 bông hoa tulip thì mình sẽ tô với 5 màu khác nhau: đỏ, cam, vàng, tím và màu xanh dương. Kiểu như tô một màu sợ nó nhàm chán quá hay gì. Bây giờ thì mình sẽ tô thêm một ít màu đen lên mấy cái tán lá như thế này để tạo thêm độ sâu nha. Sau đó thì đem phơi khô em nó như thế này nè. Cuối cùng là mình sẽ lau hết mấy cái bụi ở trên tấm Mika để cho bức tranh của mình thật đẹp. Ten 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 ten. Đây chính là kết quả, long lanh đẹp ơi là đẹp luôn. Gen thấy cái này mình có thể tự làm và vừa có thể làm một bức tranh trang trí trong nhà siêu nghệ thuật. Cho nên các bạn đừng bỏ lỡ qua bộ môn này nha, siêu thú vị luôn á. Nhìn qua thì tưởng đâu là đang gom ve chai không ý chứ, nhưng mà thiệt ra đây chính là cái kho đồ chơi bị lãng quên của tôi. Một năm trời rồi Gen không có hề đụng đến, mới phát hiện bên trong đây có rất nhiều bộ mới toanh. Điển hình như là bộ sticker đính đá này nè. Trời ơi, cơn muốn xỉu luôn mà không hiểu sao vứt nó vào trong xó.
Đính đá khoảng nửa tiếng là có ngay hai cô tiên vô cùng xinh đẹp. Mà cái này nó hay ở một chỗ là nó sẽ kéo keo dán sẵn luôn nha mọi người. Mình sẽ bóc ra như thế này nè, rồi dán vào nơi mà mình mong muốn. Có thể là dán vào sách vở, dán vào tủ lạnh hoặc là nơi nào đó các bạn cần trang trí. Còn tôi thì tôi dán vào cái gương này nha, tại vì cái gương này nó khá là trong. Dán vào hai bên, mỗi bên một em, và đây chính là cái gương của mình. Mọi người thấy nó có dễ thương hơn miếng nào không? Bây giờ thì đừng quên nhấn đăng ký kênh để đón xem tôi đính hết mấy em còn lại nha. Làm tranh đính đá cũng đã nhiều rồi, nhưng mà đã khi nào bạn làm sticker đính đá chưa? Mọi người cùng làm với Gen nha. Bộ tranh đính đá này có 10 hình cô tiên khác nhau. Đi kèm cái bộ này là những viên đá nhựa và đầy đủ dụng cụ để mình có thể đính đá. Tuy là mấy cái sticker nó nhỏ nhỏ nhưng mà đính nó cũng siêu lâu luôn á mọi người. Mà có một thứ hay ho tôi phải khoe với mọi người đây, đó là có mấy cái viên đá hình ngôi sao dễ thương cực kỳ. Hôm nay thì tôi sẽ đính đá hai cô tiên nhỏ xíu này nè. Và đây chính là kết quả sau khoảng 30 phút. Đã là sticker thì chắc chắn là phải dán được. Mình có thể lột ra như thế này siêu tiện luôn á. Hai em này thì mình sẽ dán vào cái gương cho nó xinh. Đăng ký kênh của Gen ngay để xem mấy trò vui khác nữa nha.